sau khi tham gia buổi workshop ngày hôm nay thì mình cảm thấy là rất là hữu ích đối với mình, có thêm được những kiến thức cần thiết để chăm sóc mụn, điều trị mụn cũng như là hỗ trợ và tình trạng trên da mặt khi gặp kích ứng. Em theo cảm nhận của em thì hôm nay em thấy buổi workshop này rất là ý nghĩa và rất là thiết thực ạ, bởi vì em trong cái tình trạng mụn như này thì cảm thấy hôm nay rất là hữu ích ạ. Và em rất là cảm ơn khi mà có một buổi workshop và em còn được quà mang về ạ.